những địa danh được in trên tờ tiền Việt Nam. Tiền là công cụ giao dịch phổ biến nhất trong thời đại ngày nay. Nhưng đã bao giờ bạn ngắm kỹ những tờ tiền của mình và nhớ được những địa danh xuất hiện trên mỗi mệnh giá chưa? Ngay bây giờ hãy cùng tìm hiểu với những câu hỏi của Cà Phê Số nhé! Câu hỏi đầu tiên, tờ tiền mệnh giá lớn nhất hiện nay 500.000 đồng, in hình một ngôi nhà 5 gian thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt nằm ở tỉnh nào? A. Phú Thọ, B. Nghệ An và C. Bình Thuận. So sánh hình ảnh trên tờ 500.000 với địa danh trên, các bạn có thấy giống với hình nào không? Nhìn là biết đúng không nào? Và đáp án chính là B. Nghệ An. Khu di tích lịch sử Kim Liên, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhà nước xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, nơi đây lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa, lịch sử về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình. Vượt qua câu hỏi đầu tiên rồi, chúng ta đến với câu thứ hai nhé! Trên tờ 200.000 đồng, in hình ảnh một phiến đá của Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Vậy bạn có biết phiến đá đó tên là gì? A. Hòn Đỉnh Hương, B. Hòn Gà Chọi, C. Hòn Con Cóc. Tờ tiền 200.000 cũng đã thể hiện quá rõ hình ảnh của hòn này rồi và đáp án chính xác là A. Hòn Đỉnh Hương. Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh được UNESCO nhiều lần công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới với hàng nghìn hòn đảo được làm nên bởi tạo hóa kỳ vĩ và sống động. Trong đó có hòn Đỉnh Hương hay còn gọi là hòn đỉnh Lư Hương. Sở dĩ được gọi là như vậy vì phiến đá có hình một lư hương khổng lồ đứng giữa biển khơi như một vật thiêng cúng tế trời đất. Câu số 3. Trên tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng là hình ảnh di tích lịch sử nào? A. Đền Ngọc Sơn, B. Chùa Một Cột và C. Văn Miếu Quốc Tử Giám. Gợi ý, đây là ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Wow, nghe gợi ý là biết ở đâu rồi đúng không? Đó chính là Văn Miếu Quốc Tử Giám. C là câu trả lời chính xác. Văn miếu được xây dựng từ năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Ngoài chức năng thờ các bậc tiên thánh, tiên sư của đạo Nho, Văn Miếu còn mang chức năng của một trường học hoàng gia mà học trò đầu tiên là Thái tử Lý Cản Đức, tức vua Lý Nhân Tông. Năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu. Có thể coi đây là một trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Ban đầu trường chỉ dành riêng cho con vua và con các bậc đại quyền quý. Sau này mới thu nhận con cái của các nhà thường dân có sức học xuất sắc. Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng của thủ đô Hà Nội, mà còn là biểu tượng của sự trường tồn tinh hoa văn hóa, giáo dục, truyền thống tôn sư trọng đạo, khuyến đức, khuyến tài của dân tộc. Đây cũng là địa chỉ du lịch văn hóa nổi tiếng của thủ đô, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Đồng thời diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội như tôn vinh thủ khoa hàng năm. Câu hỏi số 4. Tờ 50.000 đồng có in hình Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu là những di tích lịch sử ở địa phương nào? A. Quảng Bình, B. Thừa Thiên Huế, C. Đà Nẵng. Nào, hãy nhìn kỹ lại mặt sau tờ 50.000 và suy nghĩ đáp án nào là chính xác nhé! Bạn đã đoán ra chưa nào? Đáp án chính là B. Thừa Thiên Huế. Nghênh Lương Đình được xây dựng dưới thời Nguyễn, cụ thể là triều vua Tự Đức thứ 5 năm 1852, dùng làm nơi nghỉ chân của nhà vua trước khi đi xuống bến sông để lên thuyền rồng hoặc làm nơi hóng mát. Năm Thành Thái thứ 15, tức là năm 1903, công trình được trùng tu cẩn thận. Đến năm Khải Định thứ 3, tức là năm 1918, được tôn tạo thêm một lần nữa để vua thường xuyên đến nghỉ mát. Nhìn từ bên ngoài, Nghênh Lương Đình mềm mại với nhiều họa tiết sồng phượng, được khảm sành sứ. Xét về tổng thể, Nghênh Lương Đình có kiến trúc kiểu phương đình, một gian bốn trái. Phía trước và phía sau đều có nhà vỏ cua nối dài. Trong khi đó, Phu Văn Lâu, cái lầu trưng bày văn thư của triều đình, là một tòa lầu nằm trên trục chính của Hoàng Thành Huế. Phu Văn Lâu được xây dựng vào năm 1819 dưới thời vua Gia Long, dùng làm nơi niên yết những chỉ dụ quan trọng của nhà vua và triều đình, hoặc kết quả các kỳ thi do triều đình tổ chức. Năm 1829, vua Minh Mạng dùng nơi đây làm địa điểm tổ chức cuộc đấu giữa voi và hổ. Năm 1830, nhà vua này lại tổ chức cuộc vui chơi yến tiệc suốt 3 ngày để mừng sinh nhật của mình. Vượt qua 4 câu hỏi rồi, chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ 5, câu hỏi cuối cùng nhé. Chùa Cầu trong khu đô thị cổ Hội An, Quảng Nam được in trên tờ tiền 20.000 đồng. Công trình do thương nhân người nước nào xây dựng? A.
Hàn Quốc, B, Nhật Bản và C, Thái Lan. Đáp án chính là B, chùa cầu do người Nhật xây dựng. Chùa cầu nằm trên chiếc cầu bắc ngang qua con lạch nhỏ trong khu đô thị cổ Hội An, Quảng Nam. Công trình do thương nhân Nhật Bản góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17, nên người ta còn gọi là cầu Nhật Bản. Theo truyền thuyết, ngôi chùa được coi như một thanh kiếm đâm xuống lưng con quái vật Namazu, khiến nó không quẫy đuôi, gây ra những trận động đất. Trên những tờ tiền Việt Nam còn rất nhiều địa danh thú vị. Tuy nhiên, vì thời lượng chương trình có hạn nên Cà Phê Số chỉ cung cấp cho các bạn những thông tin của những địa danh này thôi. Nếu bạn muốn biết tiếp về những địa danh trên các tờ tiền khác thì hãy bình luận ở phía dưới nhé. Xin chào!